Xin chào các mẹ đã quay trở lại với kênh Vlog Sữa Bột Tốt. Và với chủ đề ngày hôm nay thì mình tin chắc rằng là sẽ được rất là nhiều mẹ quan tâm và cũng như chúng ta tìm kiếm. Đó chính là các dòng sữa ngoại tốt nhất cho trẻ sơ sinh. Và như chúng ta cũng đã biết thì là sữa mẹ nó chính là cái nguồn dinh dưỡng quý giá nhất mà chúng ta có thể là dành tặng cho con yêu ngay từ khi chào đời. Và theo các chuyên gia thì chúng ta nên cho bé bú hoàn toàn sữa mẹ ít nhất trong 6 tháng đầu. Đó, và tuy nhiên thì cũng không phải là chừng nhiều mẹ ấy, thì là cũng không được may mắn. Đó là khi chúng ta sinh bé ra thì là lúc đấy thì nó không đủ sữa này, hoặc là sữa chưa về kịp, hoặc có rất là nhiều, có nhiều mẹ cũng bị mất sữa. Đó thì lúc này thì bắt buộc chúng ta sẽ phải lựa chọn đến cái nguồn dinh dưỡng khác thay thế sữa mẹ, đó chính là sữa công thức. Thì đây chính là cái loại sữa mà có cái hương vị và cái công thức được mô phỏng giống với sữa mẹ, để từ đó thì có thể giúp cho con phát triển khỏe mạnh. Đó, vậy thì làm cách nào để chúng ta có thể biết được là đâu là những cái dòng sản phẩm sữa có cái hương vị và cái công thức giống với sữa mẹ nhất trước cái thị trường sữa nó đa dạng như hiện nay? Thương hiệu Morinaga, và đây cũng chính là thương hiệu mình tin chắc rằng là rất là quen thuộc với các mẹ Việt mà có con nhỏ rồi, phải không ạ? Và như chúng ta cũng đã biết thì các dòng sữa mà đến từ Nhật Bản ấy, thì được các mẹ Việt hết sức là yêu thích nhờ vào cái hương vị rất là nhạt này, và mát này, dễ hấp thu. Và Morinaga cũng chính là cái dòng sữa mà được các mẹ ưu ái gọi cho cái tên là sữa rau. Khi các mẹ mở hộp sữa Morinaga ấy, thì là chúng ta sẽ thấy là sữa nó sẽ có hương vị rất là thơm tự nhiên này. Và thứ hai là cái hạt sữa nó cũng sẽ hơi ẩm một chút và nó sẽ không tơi như là một số dòng sữa khác. Và do vậy thì mẹ cũng đừng có lo lắng quá. Lý do là bởi vì sữa Morinaga được xây dựng dựa theo cái nền tảng của sữa mẹ, sử dụng 100% nguồn nguyên liệu từ thiên nhiên và không sử dụng những cái chất bảo quản này hay là chất tạo ngọt này, không hương liệu nhân tạo này. Đó, do vậy thì là khi mà chúng ta cho bé sử dụng sữa Morinaga ấy, thì rất là an toàn. Như các mẹ đã biết thì đối với những bé vừa mới chào đời ấy, thì lúc này thì cơ thể bé còn rất là non yếu và nhạy cảm, và hệ miễn dịch thì cũng chưa được hoàn thiện. Đó, do vậy thì khi mà tiếp xúc với ngoài môi trường thì là cơ thể thì rất dễ là bị ốm, bị mắc bệnh hơn. Vì vậy mà trong sản phẩm sữa Morinaga có được bổ sung thêm một dưỡng chất rất là quý, đó chính là lactoferrin. Thì đây là cái dưỡng chất mà được tìm thấy rất là nhiều ở trong sữa mẹ, và nó sẽ có vai trò nó đóng vai trò như là một cái kháng thể để nó giúp mà tiêu diệt những cái yếu tố có hại và nó bảo vệ những cái yếu tố có lợi, để từ đó thì sẽ giúp cho trẻ có thể là tăng cường cái sức đề kháng này, và giúp cho trẻ là có thể chống chọi được những cái yếu tố có hại và ít ốm mà mắc bệnh hơn. Và Morinaga thì cũng chính là đơn vị đi tiên phong trong cái việc mà bổ sung, nghiên cứu và bổ sung thêm cái dưỡng chất quý lactoferrin này vào trong sữa, để từ đó thì sẽ giúp cho con có một cái hệ miễn dịch luôn khỏe mạnh. Đạm và chất béo ở trong sữa Morinaga thì ở dạng rất là dễ hấp thu và dễ tiêu hóa, bao gồm có đạm alpha lactalbumin ấy. Thì do vậy thì khi mà trẻ uống sữa Morinaga thì có thể là dễ dàng hấp thu dinh dưỡng và phát triển một cách đồng đều cả về cân nặng. Ngoài ra thì sản phẩm cũng có bổ sung đầy đủ hàm lượng vitamin và khoáng chất thiết yếu, thì từ đó thì sẽ giúp cho con có thể là phát triển cả về thể chất và về trí não nữa. Thì đây cũng chính là một dòng sản phẩm mát này, có hương vị nhạt mát này, giống sữa mẹ này. Do vậy thì mẹ có thể là lựa chọn cho con sử dụng thử. Và trong quá trình chọn sữa cho con, nếu mà các mẹ có băn khoăn thắc mắc thì có thể comment ở phía dưới, thì shop sẽ giúp các mẹ giải đáp cũng như là tư vấn chi tiết. Và các mẹ hãy đừng quên đăng ký kênh để có thể là cập nhật được những cái thông tin mới nhất về các dòng sữa tốt cho con. Đó, cảm ơn các mẹ đã theo dõi vlog ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các mẹ ở những vlog tiếp theo.